Xin chào, Hà Giang là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hà Giang, cách thủ đô Hà Nội 320 km. Địa hình của tỉnh Hà Giang khá phức tạp, có nhiều ngọn núi đá cao và sông suối. Năm 2018, Hà Giang là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 48 về số dân, xếp thứ 58 về tổng sản phẩm trên địa bàn GDP, và là tỉnh nghèo trong số 6 tỉnh nghèo nhất cả nước, có huyện Xín Mần thuộc diện huyện nghèo trong 6 huyện nghèo nhất cả nước. Xếp thứ 63 về GDP bình quân đầu người, đứng thứ 58 về tốc độ tăng trưởng GDP. Với 846.500 người dân, GDP đạt 20.772 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng tương ứng với 900 đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Du lịch gồm có cao nguyên đá Đồng Văn nằm trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc được công nhận là công viên địa chất toàn cầu vào năm 2010. Đây là một trong những vùng đá vôi đặc biệt, chứa đựng những dấu ấn tiêu biểu về lịch sử phát triển vỏ trái đất, những hiện tượng tự nhiên, cảnh quan đặc sắc về thẩm mỹ, tính đa dạng sinh học cao và truyền thống văn hóa lâu đời của cộng đồng cư dân bản địa như các dân tộc Mông, Lô Lô, U Péo, Giao. Cao nguyên đá cũng là nơi có nhiều di tích danh thắng quốc gia đã được công nhận như di tích kiến trúc nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, Động Én, đèo Mã Pì Lèng, núi đôi Quản Bạ. Đồng Văn còn nổi tiếng về các loại hoa quả đào, mận, lê, táo, hồng, về dược liệu tam thất, thục địa, đại hồi, quế chi. Hệ thống các hang động, hang Phương Thiện cách thành phố Hà Giang 7 km xuôi về phía nam. Đây là nơi có nhiều phong cảnh, nhiều hang động tự nhiên, động tiên và suối tiên nằm cách thành phố Hà Giang 2 km. Nhân dân quanh vùng vẫn thường đến động tiên lấy nước và cầu may mắn vào lúc giao thừa. Hang Chui cách thành phố Hà Giang 7 km về phía nam. Hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá. Hang có nhiều rơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác. Dinh thự họ Vương thuộc xã Xà Phìn là một công trình kiến trúc đẹp và độc đáo được xếp hạng cấp quốc gia năm 1993. Đường dẫn vào dinh được lát bằng những phiến đá lớn vuông vức, phẳng lì. Dinh được bao bọc bởi hai vòng tường thành xây bằng đá hộc. Dinh thự được xây dựng chủ yếu bằng đá xanh, gỗ pơ mu, ngói đất nung già, các chi tiết được chạm trổ tỉ mỉ, công phu, đẹp mắt, được xây theo cấu trúc hình chữ vương tọa lạc trên quả đồi hình mai rùa. Đây là một điển hình về sự giao thoa nghệ thuật kiến trúc của người Mông và người Hán ở khu vực biên giới Việt Trung. Chợ tình Khao Vai họp mỗi năm một lần vào ngày 27 tháng 3 âm lịch tại xã Khao Vai, huyện Mèo Vạc. Bắt nguồn từ một câu chuyện tình, Khao Vai trở thành nơi hò hẹn chung cho tất cả những người yêu nhau trong vùng. Chợ Khao Vai ban đầu họp không có người mua, không có người bán. Khoảng 10 năm trở lại đây, do nhu cầu cuộc sống nên ngày chợ họp ngoài việc hò hẹn, gặp gỡ, người ta mang cả hàng hóa đến bán ở chợ. Do vậy đến chợ Khao Vai, người ta cũng có thể mua, bán, trao đổi những sản vật vùng cao. Tiểu khu Trọng Con cách đường quốc lộ số 2, 20 km về phía đông nam, cách thành phố Hà Giang khoảng 60 km về phía bắc ở tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử năm 1996. Đây được xem là cái nôi của phong trào cách mạng ở Hà Giang. Chùa Sùng Khánh cách thành phố Hà Giang 9 km về phía nam thuộc thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, được nhà nước xếp hạng là di tích lịch sử nghệ thuật năm 1993. Chùa được xây dựng thời Triệu Phong vào năm 1356, do thời gian, chùa bị hư hại, đến năm 1989 được nhân dân xây dựng trên nền chùa cũ. Ở đây còn lưu giữ hai di vật, bia đá thời Trần năm 1367 ghi lại công lao của người sáng lập ra chùa và một quả chuông cao 0.9m, đường kính 0.67m, được đúc thời Hậu Lê vào năm 1705. Nghệ thuật khắc trên đá, trên chuông đồng và kỹ thuật đúc chuông là một bằng cứ nói lên bàn tay tinh xảo của các nghệ nhân vùng biên giới phía Bắc này, và từ đó biết thêm lịch sử phát triển thời Trần và Lê tới tận vùng biên ải Hà Giang. Mái đá cổ Nấm Dần thuộc xã Nấm Dần, huyện Xín Mần cách trung tâm huyện Lỵ 15 km về phía nam. Tại đây đã thống kê được hơn 80 hình khắc về bàn chân, tay người, ruộng bậc thang và nhiều hình học khác trên đá. Các nhà khoa học bước đầu xác định các hình khắc này xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước. Đây là nguồn tư liệu quý về những cư dân Việt cổ ở vùng đất Hà Giang. Chùa Bình Lâm thuộc địa phận thôn Tông Mường xã Phú Linh, thành phố Hà Giang. Chùa còn có tên gọi chữ Hán là Bình Lâm Tự. Nhân dân ở đây còn lưu giữ một quả chuông thời Trần được đúc vào tháng 3 năm Ất Mùi 1295, chuông có chiều cao 103 cm, đường kính miệng 65 cm, quai được cấu tạo bởi hai hình rồng. Trên chuông có khắc bài binh bằng chữ Hán gồm 309 chữ năm bính thân, niên hiệu Hưng Long thứ tư năm 1296.
Trên quả chuông ta bắt gặp tiêu bản rồng nổi trên chất liệu đồng từ thế kỷ 13. Cùng với quả chuông, tại chùa Bình Lâm còn phát hiện được một số di vật như tháp đất nung, mái ngói có họa tiết hoa tranh, là những nét quen thuộc và tiêu biểu của văn hóa thời Trần. Hà Giang là nơi có nhiều sản phẩm văn hóa đặc sắc từ truyền thống lâu đời của hơn 20 dân tộc, một địa danh du lịch đáng nhớ bởi cảnh quan thiên nhiên và con người ở đây. Không giống với bất kỳ một nơi du lịch nào ở Việt Nam, đến Hà Giang, du khách có thể thấy được những sản phẩm kết tinh từ truyền thống văn hóa độc đáo của người miền núi, đó là các loại khăn thêu, túi vải, áo váy với các loại hoa văn rực rỡ. Du khách sẽ tham dự những phiên chợ vùng cao đầy thơ mộng. Video đến đây là hết. Đăng ký kênh để biết thêm nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.